Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một món ăn nữa cũng rất là phù hợp với mỗi bữa cơm gia đình, hoặc là khi mà nhà mình có khách á, thì các bạn cũng có thể là vào bếp và làm món này luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm món mực xào sa tế. Thì để thực hiện được món ăn này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây mình có chuẩn bị là 500g mực. Thì mình sử dụng mực ống sau khi mua về, thì các bạn nhớ là mình sẽ làm sạch hết như thế này. Thì tiếp theo nữa, các bạn chuẩn bị cho mình nửa củ hành tây, một cái ớt sừng, 3 tép tỏi, một ít hành lá, rồi các gia vị nêm nếm như là nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu, dầu hào, và đặc biệt không thể thiếu đó là sa tế ha. Mình hôm nay thì mình sử dụng cái hũ sa tế tôm. Các bạn cũng có thể là sử dụng sa tế ớt cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món mực xào sa tế này nhé. Rồi đối với hành tây thì các bạn sẽ cắt lát mỏng như thế này. Rồi mình ngâm hành tây ở trong nước đá lạnh như thế này nè, để cho hành nó được trong, trắng cũng như là nó được giòn và nó giảm bớt cái vị hăng. Rồi ở đây là hành lá mình đã cắt khúc ra như thế này, với độ dài là khoảng 2cm. Và tỏi thì mình băm nhuyễn, còn ớt sừng thì các bạn nhớ là mình sẽ bỏ hạt, sau đó thì các bạn sẽ sắc sợi như thế này. Rồi đối với mực thì bây giờ mình sẽ cắt ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ để nghiêng cây dao, để nghiêng dao ha, nghiêng lưỡi dao. Rồi mình cắt xéo, nhớ là đừng có cắt cho nó đứt nha. Rồi sau đó thì mình để ngược lại thế này, mình khứa xéo trở lại. Rồi sau đó thì mình sẽ cắt ra. Tương tự như vậy mà các bạn sẽ làm hết những mực còn lại ha. Như thế này thì khi mà mình xào lên á, mực nó sẽ rất là đẹp. Hoặc là đơn giản hơn thì các bạn có thể là cắt khoanh như thế này, với độ dày là 1cm. Rồi tiếp theo các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một nồi nước, các bạn nấu cho nó thật là sôi luôn. Rồi mình cho vào đây khoảng một muỗng cà phê rượu trắng. Bây giờ thì mình sẽ cho mực vào để mà mình trụng nhanh nha. Các bạn cho vào là các bạn sẽ vớt ra liền. Cách này sẽ giúp cho món mực xào sa tế của mình á, khi mà mình xào á, nó sẽ không có còn cái mùi hôi nữa, cũng như á là mực nó sẽ không có bị ra nước và nó cũng không có bị teo nhỏ. Rồi mình cho vào thế này, mình tắt bếp nè, rồi mình vớt ra liền. Rồi đây là mực sau khi mình đã đổ ra ngoài cái rổ cho nó ráo nước ha. Đó các bạn thấy không? Bây giờ mình cho vào tô để mà mình ướp gia vị. Cho vào đây một muỗng cà phê hạt nêm. Mình chỉ nêm với mỗi hạt nêm thôi, rồi mình trộn đều, mình để ở đây khoảng thời gian là 5 phút ha. Mực các bạn mình cắt ra nè, nhìn nó đẹp ghê á, giống như cái bông. Tiếp theo các bạn bắt lên bếp một cái chảo, cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu ăn. Rồi mình cho tỏi vào, mình phi cho nó thơm, và một ít ớt ha. Khi tỏi bắt đầu thơm, các bạn chỉnh lên mức lửa lớn. Nhớ là mức lửa lớn, rồi mình sẽ cho mực vào. Rồi mình nêm gia vị. Cho vào đây một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê nước mắm, một muỗng nhỏ dầu hào. Rồi cho vào đây một muỗng canh sa tế. Nếu mà ai mà ăn cay được thì các bạn sẽ cho thêm sa tế nha. Rồi bây giờ mình đảo đều lên, mình để mức lửa lớn rồi mình đảo, rất là thơm luôn á các bạn. Mình sẽ đảo cho đến khi mực nó chín. Rồi mình xào mực là mình phải để mức lửa lớn ha. Khi mà nhận thấy mực đã chín thì mình sẽ cho hành tây vào. Mình cho hành tây vào, mình đảo sơ qua khoảng 2 phút cũng với mức lửa lớn. Hành tây mình ngâm vào trong nước đá các bạn thì nó sẽ trong và nó sẽ rất là giòn, và khi mình ăn nó sẽ không còn cái mùi hăng nữa. Rồi lúc này các bạn thấy là
mực xào sa tế của mình nè, nó đã cạn nước ha, cũng như là nó lên màu rất là đẹp rồi, và hành tây cũng đã chín rồi. Giờ mình sẽ tắt bếp nha, rất là ngon luôn. Mình tắt bếp rồi mình sẽ cho hành lá cắt khúc, cũng như là một ít tiêu xay. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món mực xào sa tế ha các bạn, rất là ngon và đẹp mắt như thế này. Món ăn này các bạn có thể là nấu để mà mình ăn với cơm, hoặc là khi mà nhà mình có khách có tiệc á, bạn bè đến chơi thì các bạn làm món này cho ông xã của mình nhâm nhi với bạn bè cũng rất là phù hợp nha. Một lần nữa chúc cho các bạn sẽ thành công với món mực xào sa tế. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món mực xào sa tế. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.